con đó là nó lấy sư ạ. Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính lễ sư Tinh Tuệ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Diệu Bảo. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính tịnh lễ sư Tinh Tuệ. Kính chào cô phụ nữ Diệu Bảo, kính chào quý học viên, anh chị em trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Tắc ghi ca mê cha ru phê ghi ri si phê ra ta tê chan ta lê khê quý ma nê bi phê rắp thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghê ha wap hùm hi khê tê tùm ma cha yàn tu đê hoa cha la tha la vi sa mê yak kha ga ga ma sa di kê yang Muni maga wacanang saha bome sunan tu thamma sawana kalo ayam pada thamma sawana kalo ayam sawana kalo ayam pada ta namo tassa bhagavato arahato Sama sambo ta sanamo ta sabagato sama sambo ta sanamo ta sabagato arahato sama sambo ta sa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Duttiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duttiyam pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Jami iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicca jana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasa ratisattha deva manussanang buddho bhagava Sinatthi me saranang anyang buddho me saranang warang Etena satcha vachena hotu mechaya mangalang Uttamangena vandeham padapam sumvaruttamang Buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang Soakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipasiko opanagiko pachyattang veritap bovinyu heitinak thime saranang anyang dhammo me saranang warang etena satjavat jena hotu me jaya mangalang Uttamangena vandeham dhammang jarui thang warang Dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato Savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samijipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani attha purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dak Kinayo, Anjalikaraniyo, Anuttarang, Punyakhetang Lokasa,
Tinapi me saha nang anyang sangko me saha nang warang e te na san jawat je na ho tu me jaya mangalang utta mangge na wande hang sang khanh cha du vi thot ta mang sang khe yo kali to do so sang kho kama tu tang ma mang wan da mi che ti yang sap bang sap bat tha ne su pat ti ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thinh bút tha ru pang sa ka lang sa da sam bút thê át tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê panh cha sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa hăng tê sang thăm manh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng na ma ka la nu pha vê na hàn tòa sắp đê u pát đa vê a nê ka an ta a ya pi vi na sam tu a se sa to sam bút thê panh cha panh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa hằng tê sang thâm manh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ka ra nu pha vê na hàm tòa sắp đề u pháp đa vệ a nê ca an ta ra ya vi vi na sam tu a se sa to sam bút thê na bút ta ra sa tê áp tha chát ta li sa sa ha sa kê vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sang thâm manh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara mufa we na ham toa sap be upat da we aneka antaraya vivina san tua se sato sap be purati maya disaya satta we ra suhi hon tu sap be purati maya nu disaya satta a về ra su khi hồn tu sắp đề đắc khi na ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp đề đắc khi na ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp đề cấp chi ma ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp đề cấp chi ma ya anu di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap de uttara ya di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap de uttara ya anu di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap de upari ma ya di sa ya sat ta a về ra su khi hồn tu sắp để hết chi mà ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp để sát ta a về ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp cha tất cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha yu kha hồn tu a rô ga hồn tu sâm pháp tì hi sa mít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ram tu đúc kha pháp ta chan nít đúc kha pha ya pháp ta chan nít pha ya so kha pháp ta chan nít so ka hồn tu sắp đề bi pa ni no akasattha cha tummattha devanaga mahittika punyang no anumodam tu ji rang rakham tu sa sanang akasattha cha tummattha devanaga mahittika punyang no anumodam tu ji rang rakham tu no garu akasattha cha tummattha devanaga mahittika
Bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rác hành tu nhà ta vô. A ca sát tha cha cùng mặt tha đề qua na ga ma hê thi ca. Bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rác hành tu bà ni nô. A ca sát tha cha cùng mặt tha đề qua na ga ma hê thi ca. Bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rắc khăn tu nô sa đa y đăng qua ta nô bồn nhân a sa wa ta ya wa hăng hô tu ana ga te ca lê sa thú sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Quy Diệu Pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Recording in progress. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào các Phật tử học viên. Như hôm nay chúng ta trở lại học, bắt đầu trở lại học phần môn Vi Diệu Pháp. Trước khi học bài mới thì hôm nay chúng ta cũng nghỉ thời gian lâu rồi. Giờ chúng ta đọc lại cái phần bài học trong Nghị Đề Kinh này. Thì để kinh này một bản rồi chúng ta sẽ học cái phần bài mới. Bây giờ sư đọc cái phần phần mình chưa học hôm trước. Bữa nay chắc có thể là mình bây giờ đọc hết đi ha, đọc hết đi trở về. Dạ, đọc hết như vậy thì sao ta? Đọc hết chuyện năm mất thời gian. Tôi bây giờ mời mỗi một người đọc một trang đi ha. Mỗi người đọc một trang đi. Ai đọc được thì giơ tay lên. Mỗi người đọc một trang đi. Để nó đỡ thời gian. Chứ nếu mà mỗi người đọc hết thì nó mất nhiều thời gian quá. Giờ mỗi người đọc một trang. Giơ tay lên rồi lớp sẽ mời cho ai đọc được thì chúng ta sẽ đọc, rồi sư sẽ cho máy nó chạy từng trang, ai ngay trang nào thì đọc trang đó. Giờ cô Phúc Vị Chung mời lớp đọc giúp sư đi. Dạ được ạ. Ai đọc đầu tiên đọc trang 1 này. Dạ. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư. Dạ kính chào cả lớp, giờ con xin đọc bài ạ. 1. Vichcha phagino thamma các pháp phần minh. Avichcha phagino thamma các pháp phần vô minh. 2. Vichcho pama thamma các pháp ví dụ điển chớp. Vachiru pama thamma các pháp ví dụ sấm sét. Pala thamma các pháp muôn ngu nhân. Pandita thamma các pháp hiện trí. Căn hà tham ma các pháp hắc. Xúc hà tham ma các pháp bạch. Dạ bà sư con đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu tiếp ạ. Dạ thưa sư. Dạ xin mời tiên mã ạ. Dạ, xin mời chị Kim Cúc ạ. Dạ, xin đảnh lễ sư. Xin chào cả lớp và xin đọc ạ. Số 5. Tá bá ni gia tham ma, các pháp phim. Á tá bá ni gia tham ma, các pháp phi viêm. Số 6.
Athivacchana Thamma, các pháp định danh. Athivacchana Bhatha Thamma, các pháp cách thức định danh. Số 7. Niruti Thamma, các pháp ngôn ngữ. Niruti Bhatha Thamma, các pháp cách thức ngôn ngữ. Số 8. Banyati Thamma, các pháp chế định. Banyati Bhatha Thamma, các pháp cách thức chế định. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ. Dạ. Xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Con kính đảnh lễ sư và con kính chào đạo tràng và con xin đọc ạ. Nhà manh chá ru banh chá danh và sắc. Avicca chá báo quá tăng hà chá vô minh và hữu ái. Báo quá đít thí chá vi báo quá đít thí chá hữu kiến và phi hữu kiến. Sát xá tá đi thí chá út chê đá đi thí chá thường kiến và đoạn kiến. Anh tá hoa đi thí chá anh tá hoa đi thí chá hữu kiến, hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ thư sư cũng đã đọc xong. À. À, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Đọc số luôn ha, đọc số là tại số ra đây là số câu pháp nên đọc luôn. Con xin đọc bài ạ. Số 14. Búp bàn tà nú đít thí chá áp bá ràn tà nú đít thí chá hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Số 15. Á hí rí canh chá á nốt tắp tình chá vô tàm và vô quý. 16. Tí rí chá ốt tắp tình chá tàm và quý. 17. Đô quá chá sá tà chá pa pá bít tá tà chá sự khó dạy và có bạn ác. 18. Đô quá chá sá tà. Dạ. Con còn đọc số 18 sư ơi. Dạ, số 18. Số quá chá sá tà chá can nhà ná mít tá tà chá sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ, thưa sư con đã đọc xong ạ. Con kính chưa? À, xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Đọc đi. Dạ, Phùng Điệp mở máy. Mở mic lên ạ. Xin lỗi, dạ dạ em xin lỗi, dạ con kính đến đệ sư ạ. À. Dạ con xin đọc ạ. À. Con đọc từ số 9 này luôn hả sư? À. Con phải coi trong tập con, nhưng đọc trên màn hình con cái đường. Ôi, đọc lại từ đầu đi, ha. À, từ 1 đi. Dạ sư, con xin đọc ạ. À. Quý cha phá ghi nô thăm ma, các pháp phần minh. Á quý cha phá quý nô thăm ma các pháp phần vô minh. Quý chu bá ma thăm ma các pháp ví dụ điển chớ. A quý chu thăm ma các pháp ví dụ sấm sét. Ba la thăm ma các pháp ngu nhân. Ban ví ta thăm ma các pháp hiền trí. Căn ha thăm ma các pháp hát. Sukha thăm ma các pháp bọc. Dạ thưa sư con đọc xong rồi à, con kính để lễ sư. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ, con xin đọc ạ. Số 5. Tapaniya Thamma các pháp viêm. Atapaniya Thamma các pháp phi viêm. Số 6. Athivacchana Thamma các pháp định danh. Athivacchana Bhatha Thamma các pháp cách thức định danh. Số 7. Niruti Thamma các pháp ngôn ngữ. Niruti Bhatha Thamma các pháp cách thức ngôn ngữ. Số 8. Banyati Thamma các pháp chế định. Banyati Bhatha Thamma các pháp cách thức chế định. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Thưa sư con xin đọc bài câu 9. Namanh chá ru bàn chá danh và sắc. 10. Áo quý cha chá phá quá tàn hà chá vô minh và hữu ái. 11. Phá quá đi thi chá quý phá quá đi thi chá hữu kiến và phi hữu kiến. 12. Sát xá tá đi thi chá út chê đá đi thi chá thường kiến và đoạn kiến. 13. An tá hoà đi thi chá an an tá hoà đi thi chá hữu biên kiến và vô biên kiến. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã.
Dạ xin mời Tiên Mã. Dạ thưa sư, con đọc rồi gì mà? Dạ chưa, hồi nãy chưa có mở mic rồi tắt luôn ạ. Dạ con xin đọc ạ. 14 búp bàn ta nu đi thi cha áp. Dạ con xin đọc lại. Búp bàn ta nu đi thi cha áp pa ran ta nu đi thi cha. Hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. Ahiri cành cha anot tắp bành cha. Vô tàm và vô quý. Hiri cha ot tắp bành cha. Tàm và quý. Đồ quách cha. Sa ta cha bà pa mít ta ta cha. Sự khó dạy và có bạn ác. 18. So quách cha sa ta cha càn già na mít ta ta cha. Sự dễ dạy và có bạn lành. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ Tiên Mã đọc luôn can đó đi. Dạ câu 14. Búp bần tà nú đít thí chá. Áp bà ràn tà nú đít thí chá. Hữu tiền kiến và hữu hậu kiến. 15. Ái hí rí cành chá. Ano Anuttapa Pancha vô tàm và vô quý. 16. Hiricha Uttapa Pancha tàm và quý. 17. Dua Chasata Cha Babamita Ta Cha sự khó dạy và có bằng ác. 18. Sua Chasata Cha Cát Lý Gia, chữ đó mình đọc là Cát Lý Gia. Để dạy và có bằng ác. Rồi, còn ai nữa không? Là thư sư hết rồi. Rồi. Bây giờ sang phần bài giảng ha. Xong được bài này ta. Rồi chúng ta học tiếp ha. Đề nhị đề số A, số 15 và số 16. Tại hai cái này nó liên quan đến nhau cho nên xếp chung nó một bài học luôn ha. Số 15 thì mình có câu pháp 29-30. Mình có là Ahiri Cành Chát là Bồ Tàm, Anuttapa Pancha là Bồ Quý. Rồi nhị đề số 16 thì có số câu pháp số 31 và 32 làm có Hiricha là tàm, Ottapancha là quý. Bây giờ trước khi nghe giảng chúng ta đọc, có ai có lật sách sẵn mình đọc cho sư phần giải thích ở trong kinh tạng, ở trong chánh tạng phần trang 341. Tức là phần nói về vua tàm vua quý, tàm mà quý. Đọc cái đoạn đó. Có ai có sách sẵn, có lật sách sẵn đọc để mình xem coi ở trong chánh tạng giải thích như thế nào. Rồi dạ, mình nghe giảng thêm. Rồi mời cô Phúc Vị Trung đi. 850. Ở đây thế nào là vô tàm? Sự mà không hổ thẹn với điều đáng hổ thẹn, không hổ thẹn
với việc phạm các ác bất thiện, đây được gọi là vô tàm. Ở đây, thế nào là vô quý? Sự mà không sợ hãi điều đáng sợ hãi, không sợ hãi với việc phạm các ác bất thiện pháp, đây được gọi là vô quý. Ở đây, thế nào là tàm? Sự hổ thẹn với điều đáng hổ thẹn, hổ thẹn với việc phạm các ác bất thiện pháp, đây được gọi là tàm. Ở đây, thế nào là quý? Sự sợ hãi với điều đáng sợ hãi, sợ hãi với việc phạm các ác bất thiện pháp, đây được gọi là quý. Dạ thưa sư hết ạ. Dạ cảm ơn. Ở đây thì giống như nói với các Phật tử hôm trước đó là sư dĩ mình đọc thêm ở trong chánh tạng, đó là thứ nhất là cũng để mình biết xem ta ở trong chánh tạng giải thích như thế nào là một. Thứ hai đó là tại tạng vi diệu pháp thì hiếm khi ai mà đọc từ đầu tới cuối. Dạ, rất hiếm khi mình đọc, thường là mình có xem sách này sách kia ở trong chánh tạng thì tại mình đọc mình cũng không có hiểu nổi. Dạ, cho nên đọc cái mình thấy ngán. Dạ. Cho nên sẵn cái cơ hội mà mình học như vậy á thì mình đọc học tới phần nào học đọc phần đó để mình xem cái cách giải thích ở trong chánh tạng, rồi mình nghe giảng thêm theo qua giảng sư trích dẫn trong kinh tạng chỗ này chỗ kia. Rồi phần tính chi pháp theo nội dung của các nhà chú giải. Dạ bây giờ nói về tàm và quý. Vô tàm và vô quý. Ahiri canh chát, anota panh chát. Thì ở đây thì tàm tức là các pháp thực tính mà không hổ thẹn trước tội lỗi hiện bài, hay là tất, còn quý đó là vô tàm vô quý, đó là tất cả pháp thực tính không gây sợ tội lỗi hiện bài. Ở đây trước tiên là chúng ta phân biệt như thế nào là cái chữ vô tàm, thứ hai là cái chữ vô quý, từ cái chữ Bali đó là Ahirika và Anotapa. Chúng ta thấy là khi mà ta viết như vậy đó thì nó là dạng danh từ trung tính, danh từ trung tính Ahirikan Anotapan, người ta xài ở chủ cấp, rồi nó thêm mấy chữ chá cho nên mình được đó là Ahirikan chá Anotapan chá. Thì cái chữ vô tàm ở đây đó là hổ thẹn, là hổ thẹn. Còn cái chữ vô quý ở đây đó là ghê sợ. Thì ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ để cho mình hiểu cái chữ vô tàm và vô quý á, nó giống như là hai thanh sắt. Hai thanh sắt, một thanh sắt đó là lấm phân, bẩn, dơ. Rồi một thanh sắt đó là được đốt cháy bởi lửa. Thì cái thanh sắt mà nó lắm phân dơ, mà nếu ai đó muốn nắm nó thì người ta sẽ cảm thấy đó là dơ bẩn và không dám đụng tới nó. Thì cái thanh sắt dơ đó được ví dụ giống như là trường hợp đó là tàm, là vô tàm, xin lỗi, là vô tàm. Còn cái thanh sắt mà đang đốt nóng bởi ngọn lửa, vì khi mà người ta chạm vào á thì sẽ làm cho người chạm vào nó bị phỏng đi, thì cho nên người ta sợ nó. Thì cái đó người ta ví dụ giống như là quý, là vô quý, là vô quý. Ủa, cái này là không hổ thẹn chứ hả?
cái đó là mình nói về tàm mà quý, tức là tàm mà quý. Còn ở đây đó là nó là vô tàm mà vô quý, tức là nó không hổ thẹn và nó cũng không ghê sợ tội lỗi. Tức là một cái là tàm quý á, là nó thuộc về thiện, còn vô tàm và vô quý á, thì nó thuộc về bất thiện. Thiện, nhưng mà cái để mình phân biệt tàm và quý á, thì nó ở trong thanh tịnh đạo giải thích cho mình hai trường hợp bằng hai cái thanh sắc. Hai cái thanh sắc đó là tàm và quý. Và từ cái ví dụ mà tàm một quý đó thì hiểu cái chữ vô tàm vô quý đó là như thế nào. Thì ở trong tàm một quý, nếu mình tính theo cái pháp bất thiện ở trong 14 tâm sở bất thiện á, thì vô tàm một vô quý á, thì nó là dạng tâm sở bất thiện mà biến hành. Tại ở trong nó thuộc tâm sở si phần. Tại ở trong tâm sở si phần thì mình có đó là si, vô tàm, vô quý và phân dạch. Vô tàm và vô quý và phân dạch. Nhưng mà những hành động mà được làm bởi vô tàm vô quý á, thì đúng là nó xuất phát từ cái tâm sở vô tàm vô quý, nhưng mà hành động được thực hiện bởi nó á, thì đó là những hành động được làm bởi tâm tham, hoặc là được làm bởi tâm sân, được làm bởi tâm si. Tại tàm quý này nó có thể có mặt ở tất cả các tâm bất thiện. Tàm quý này, vô tàm vô quý này nó có thể có mặt ở tất cả các tâm bất thiện. Bất cứ cái tâm bất thiện nào thì nó cũng đều có cái sự xen vào của vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý. Thì chi pháp thì mình khi mình nhớ được vô tàm vô quý là nó thuộc về cái tâm sở bất thiện biến hành, thì mình nhớ được cái vô tàm vô quý nó thuộc nhóm tâm sở bất thiện biến hành đó, để đây mình tìm chi pháp nó rất là dễ. Tìm chi pháp nó rất là dễ, mà chúng ta nhớ đó là cái chi pháp chính của nó là như vậy. Nhưng mà những hành động, tất cả những hành động bất thiện được làm bởi tâm tham, được làm bởi tâm sân, được làm bởi tâm si, thì nó đều có sự chi phối bởi cái vô tạm vô quý này. Thứ hai là tàm mà quý. Tàm đó là tất cả pháp thực tính có hậu thẹn trước tội lỗi hiện bài. Quý là tất cả pháp thực tính có ghê sợ trước tội lỗi hiện bài. Thì ở đây tàm một quý á, thì nó thuộc về thiện. Tàm một quý á, thuộc về thiện. Nếu mình ta nhớ cái các tâm sở tình hảo, 25 tâm sở tình hảo, trong đó mình có 19 tâm sở tình hảo biến hành, thì chúng ta sẽ thấy là tàm một quý á, nó nằm ở trong nhóm tâm sở tình hảo biến hành. Tình hảo biến hành tức là mình có là tính niệm tàm quý, nó là tâm sở thứ ba và thứ tư. Như vậy thì vì nó là tâm sở bất thiện biến hành á, cho nên tàm hoặc quý này, tâm sở tình hảo biến hành á, cho nên tàm hoặc quý này nó có mặt trong tất cả các tâm thiện, trong tất cả các tâm tình hảo, trong tất cả các tâm tình hảo. Như vậy cho thấy là những hành động thiện thông qua thân và lời nói, nó xuất phát từ trong đó nó có sự đóng góp của tàm và quý, của tàm và quý.
Tức là mỗi một hành động mà thiện mình làm, mỗi một hành động thiện mình làm nó có sự đóng góp của tam bậc vị. Tam bậc quý nó ở trong thanh tịnh nào còn nói, nếu mà nói về vị giới tam bậc quý thì được ví như là hai pháp là hàng rào để bảo vệ giới. Và hàng rào bảo vệ giới là như thế nào? Tức là ví dụ như là mình thọ trì ngũ giới hay là bát quan trai giới, thì ngũ giới hay là bát quan trai giới đó được xem, được ví dụ giống như là mình là người giữ năm người con hoặc là tám người con. Dạ, thì để giữ được, nếu mà chẳng lẽ mình ngồi ôm nó hoài thì đâu có được, đâu có ai mà có năm người con và tám người con mà mình cứ ngồi ôm nó suốt ngày được. Dạ, thì mình phải buông nó ra để nó đi chơi. Ví dụ như là nếu mà nhà mình ở cạnh mặt đường, mặt tiền, thì nếu mà không có hàng rào bao quanh thì các cháu dễ gặp nguy hiểm. Thì ở trong việc giữ ngũ giới và bát quan trai giới đó, thì tam bậc quý được ví như là cái hàng rào để giúp cho mình gìn giữ cái ngũ giới hoặc là bát quan trai giới đó được tốt. Yeah, tức là có sự hổ thẹn và cái sợ tội lỗi. Tại ở trong việc giữ giới chúng ta thấy là ví dụ như cái luật bên ngoài á, là mình làm sai thì người ta phạt mình. Ví dụ luật tham gia giao thông chẳng hạn, mình vượt đèn đỏ thì người ta phát hiện được, hoặc là bây giờ thì người ta gắn camera tự động, người ta sẽ gửi cái bill về để phạt mình. Yeah. Nhưng mà trong việc các tử, người Phật tử mình thọ trì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới thì chẳng có ai phạt mình cả. Nhưng mà nhà có tam quý đó mà mình giữ được tốt, nhà có cái hàng rào bảo vệ đó mà mình giữ được tốt. Mà ở trong đó thì cũng giải thích thêm cho mình, đó là ví dụ như là bây giờ mình tức là mình khi mình có hàng rào bảo vệ thì những người con họ có thể chơi xung quanh ở trong nhà một cách thoải mái, nhưng mà chỉ có điều là các cháu sẽ không được đi ra ngoài khỏi cái bảo vệ, cái khu bảo vệ của hàng rào. Giống như là một số quy định mà người họ ngũ giới hoặc là bát quan trai giới mình không được đi đến, người Phật tử không được đi đến. Ví dụ như là người thọ bát quan trai giới mình không được, ngành thọ bát quan trai giới mình không được đi đến những nơi, những rạp hát, rạp chiếu phim rồi vậy, ví dụ vậy. Cái đó là thì cái tầm quý nó giúp mình như vậy. Nhưng mà nếu mà mình ví dụ nếu mà giữ năm người con hoặc là tám người con đó mà ở cho nó ở trong nhà mà mình không cho nó, không có thức ăn thức uống, không có đồ chơi đầy đủ thì các cháu cũng sẽ không chịu nổi. Dạ, thế là sao? Là mình phải cung cấp thức ăn thức uống, đồ chơi đầy đủ. Thì như vậy các cháu mới có thể là, tức là thoải mái ở trong nhà, theo cách sinh hoạt ở trong nhà được. Thì cái cung cấp thức ăn thức uống đó, thì các ngài ví dụ giống như là niềm tin và sự nghe nhiều, và sự nghe, tức là phải có niềm tin nơi như là nhân quả nghiệp báo. Ví dụ mình thọ trì ngũ giới bát quan trì, mình tin vào cái lợi ích của việc thọ trì đó sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình. Do vậy nó là nhân duyên để thành tựu cái phước báo ba la mật đưa đến giải thoát. Rồi cái đó là niềm tin, tức là nhờ niềm tin đó mà nó nuôi dưỡng cái giới được tốt đẹp. Thứ hai đó là xuất tác, tức là phải có nghe. Chữ xuất tác trong trường hợp này mà kêu mình chỉ dịch là nghe thôi, nhưng mà đúng ra đó là nghe nhiều. Tức là nghe học hỏi Phật pháp ở trong ngày mà mình thọ, ví dụ như ngày thọ bát quan trai giới. Dạ. Nên thật ra là
một số Phật tử mình chỉ hiểu đó là thọ bát quan trai giới, tức là ngày đó là ngày mình nhịn ăn một buổi chiều. Là nhịn ăn buổi chiều, tại trong đó mình có cái điều giới đó là không ăn sái giờ. Phần lớn mình chỉ nắm được cái phần đó, nhưng mà thật ra đó là cái giới mà được tiến triển tốt đẹp, chỉ giới được tốt đẹp bên cạnh có tạm quý. Thì ngày bát quan trai giới đó là ngày mà các tử mình học hỏi và thực hành giáo pháp để cho cái giới mình có cái thức ăn, giống như là người mẹ giữ 5 hoặc là 8 người con và cung cấp đầy đủ các loại thức ăn, các đồ chơi cho các bé. Thì như vậy thì nó mới đem lại cái niềm vui cho các bé được. Thì ở trong cái việc thọ trì giới nó cũng là vậy. Thì cái đó là phần nói thêm về cái tam quý mà nó liên quan đến việc giữ giới của mình. Việc giữ giới của mình. Về chi pháp thì nãy mình cũng đã nói rồi, tức là tâm sở tàm và tâm sở quý nằm ở trong nhóm tâm sở tình hảo biến hành, và nó có mặt trong tất cả các tâm tình hảo. Trong tất cả các tâm tình hảo. Thì bài này thì nó chỉ có bao nhiêu đó. Bài này chỉ có bao nhiêu đó. Làm hiểu được cái chữ tàm quý như thế nào. Rồi chi pháp của tàm quý. Tạm quý, rồi tương tự với cái chữ vô tạm và vô quý. Vô tạm và vô quý. Rồi phần tiếp theo, bài học tiếp theo đó là mình kết thúc phần A, nhị đề 15 và 16. Dừng nhị đề 17 và 18. Ở lớp có thấy phần trình chiếu nhị đề 15, 18 chưa ạ? 17 và 18 chưa? Dạ thấy thôi sư. Thấy rồi phải không? Bây giờ 17 và 18 thì mình có câu 17, đó là nhị đề 17 thì mình có câu pháp đó là số 33, 34. Thì đó là so đô quá chát sa ta chát ba ba mi ta chát. Đô quá chát sa ta chát ở đây nó là sự khó dạy, và đô pa pa mi ta chát là có bản ác. Rồi nhị đề 18 mình có câu pháp đó là số 35 36. Thì mình có đó là so quá chát sa ta chát cả là già namit ta ta chát, là sự dễ dạy và có bằng lành. Thì ở đây mình có là so quá chát sa ta chát là sự dễ dạy, và cả là già namit ta ta chát là có bằng lành. Bây giờ mình lật lại trong ở trang lúc nãy, trang 341, mình nghe phần giải thích cái chữ cái nhị đề số 17 và 18 này. Giờ ai mình có sách mình đọc cho sư phần phần nhị đề số 10 giải thích của 17 18 này đi, nhị đề số 17 18. Thưa sư, con xin đọc ạ. Rồi mà. Dạ con xin đọc 852 á. Dạ. Ở đây thế nào là sự khó dạy? Khi được nhắc nhở đúng pháp mà có sự khó nói, sự khó bảo, thái độ khó dạy, lập trường chống đối, sự thích đối lập, sự không lưu ý đến, sự không quan tâm đến, sự không tôn trọng, sự không vân thuận. Đây được gọi là sự khó dạy. Ở đây thế nào là có bạn ác? Những người nào không có đức tin, ác giới, thiểu văn, bỏng sẻn, ác tuệ, pháp là sự giao du với những người ấy, đồng cư, sự kết giao, cộng sự, cộng tác,
sùng mộ, tôn sùng, xu hướng theo người ấy. Đây được gọi là có bạn ác. 853, ở đây thế nào là sự dễ dạy? Khi được nhắc nhở đúng pháp mà có sự dễ nói, sự dễ bảo, thái độ dễ dạy, lập trường không chống đối, sự không thích đối lập, sự lưu ý đến, sự quan tâm đến, có sự tôn trọng, có sự vân thuận, đây được gọi là sự dễ dạy. Ở đây thế nào là có bạn lành? Những người nào có đức tin, có giới hạn, đa văn, có xả có giới hạnh ha, có giới, dạ, giới hạnh. Dạ con cũng nghĩ là giới hạnh, có giới hạnh, đa văn, có xả thí, có trí tuệ. Pháp là sự giao du, những người ấy đồng cư, sự kết giao, cộng sự, cộng tác, sùng mộ, tôn sùng, xu hướng theo người ấy. Đây được gọi là có bạn lành. Dạ, thưa sư, con xin hết. Cảm ơn. Dạ. Ở đây hai nhị đề này mình gom thành cho nó một bài, là vì nó có cái liên quan với nhau. Đó là ví dụ như là cái nhị đề, cái câu pháp số 33 thì là có sự khó dạy, thì câu pháp 35 thì mình lại có là sự dễ dạy, rồi câu pháp số 34 thì là có bằng ác, câu pháp số 36 thì có bằng lành. Cho nên mình gom lại một bài cho nó liên tục với nhau, cái ý nó liên tục với nhau. Thì ở đây trước tiên đó là mình nói về đô quá chắc sát ta, tức là sự khó dạy. Sự khó dạy thì ở đây trong đây thì cũng có giải thích cho mình rồi, nhưng mà đây sư nói thêm về sự khó dạy, người như thế nào là người khó dạy. Theo bài kinh số 15, bài kinh Tư Lượng, thì thứ nhất đó là ở bài kinh này thì nói về các vị tỳ kheo. Yeah. Nhưng mà từ cái đó chúng ta cũng suy ra đó là, tức là những người mà có những pháp này thì đó là người khó dạy. Thứ nhất đó là tỳ kheo bị ác dục, hay là bị tỳ kheo có ác dục, hay là bị ác dục chi phối, tức là có sự mong muốn mà bất thiện. Ác dục ở đây nhiều, mong muốn mà bất thiện. Dạ. Mong muốn trong việc thọ hưởng ngũ dục, mà có thể liên quan đến việc là hại người khác, hại chúng sanh khác, thì được xem đó là ác dục. Thứ hai đó là tỳ kheo mà khen mình chê người. Câu này chúng ta cũng phải để ý. Thường là con người, người ta thích là thích khen, chứ chê là khó có ai chấp nhận. Thậm chí đó là cái việc đó là người ta làm sai, nhưng mà mình chê thì người ta rất khó chấp nhận. Dạ. Thì ở đây cũng có trường hợp đề cập cho chúng ta đấy, thấy đó là cái người mà hay khen mình mà chê người là cũng một trong những trường hợp đó là người khó dạy. Tại vì khi mình khen mình chê người đó, đến khi mà người ta nói lại là thường mình tỏ ra cái thái độ đó là không hài lòng. Tất cả chỉ thích được khen thôi, cho nên ai mà chê thì không được. Cho nên nó cũng trở thành khó dạy. Thứ hai đó là tỳ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối. Chữ phẫn nộ mà cái chữ nó xài cái chữ cô thá ở trong trường hợp này đó, cái chữ cô thá ở trong trường hợp này, chữ phẫn nộ ở đây đó là cái chữ phẫn nộ ở trong trường hợp này được hiểu đó là phẫn nộ mà dùng, có thể là dùng tay chân để chống đối lại, hoặc là dùng miệng để đối đáp lại. Ví dụ như khi mình làm sai cái gì đó thì mình bị khiển trách, thay vì mình chấp nhận cái lời khiển trách đó thì mình cãi lại, không chấp nhận.
cái lời nhắc nhở đó. Thì ở trong trường hợp này nó không phải là ở người xuất gia không, mà ở ngoài đời chúng ta cũng có như vậy. Thì nếu mà nó rơi vào trường hợp đó thì được xem là cái người khó dạy. Thứ tư đó là tỳ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiềm hạnh. Thấy thường là khi mình giận ai đó mà mình chưa trả thù được thì cứ mãi tìm cách làm như thế nào để trả thù họ, để có cơ hội trả thù họ, thì lúc đó đó từ cái phẫn nộ đó nó trở thành cái hiềm hận, tức là ôm ấp ở trong tâm. Dạ, ôm ấp ở trong tâm. Nó giống như là cái câu chuyện mà cái người vợ bé với vợ lớn kể lại ở trong chú giải pháp cú kinh gì đó. Tức là cái người vợ lớn cho người vợ bé uống thuốc phá thai nhiều lần. Rồi đến khi lần cuối mà cái bào thai lớn rồi cả cô lẫn, tức là cả người con trong bụng lẫn bản thân người mẹ là chết. Trước khi chết đó là cô ôm ấp cái hiềm hận, đó là sanh giống đời đời kiếp kiếp đó là sẽ gặp cô, đó là với cả cô và là cả con của cô. Và cứ thế mà những người này cứ hãy cái kiếp mà họ gặp nhau đó là trước tiên đó là với con, rồi sau đó lại giết cả người mẹ. Qua nhiều đời nhiều kiếp như vậy mãi cho đến mà họ gặp được Đức Phật, rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi một trong hai người họ nó là một người đã chứng được thánh quả Tu Đà Phật, thì lúc đó họ mới tháo bỏ được cái hiềm hận đó. Thì từ cái phẫn nộ nó dẫn đến cái mà mình cứ ôm ấp, tức là từ cái sự sân hận đó rồi mình ôm ấp để có cơ hội để trả thù, thì nó trở thành cái hiềm hận, và cái đó nó rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nên thường ở trong Phật giáo mình có cái trạng thái tâm, đó là trạng thái tâm xả bỏ, tức là tập buông bỏ nó đi. Thật ra thì ở trong đời sống của mình với người phàm phu mình á, mình rất khó, tại giống mình tích lũy đã nhiều đời nhiều kiếp, rất khó dẹp bỏ được tham, rất khó là dẹp bỏ được sân. Nhưng mà được có một cái rằng là nếu mình có tu tập á, thì mỗi lần cái tâm sân nó sanh khởi bởi một cái gì đó nó không có được hài lòng thì mình cũng tập bỏ nó, tập bỏ nó đi, mình không có ôm ấp nó. Dạ, mình không có ôm ấp lấy nó. Vì mình thấy là sao? Mình càng ôm ấp nó thì mình làm cái sự đau khổ nó càng lâu dài. Dạ, ví dụ như là người ta có nói xấu mình thì nhiều khi mình nghe lúc đó mình cũng hơi buồn, mình cũng giận. Dạ, nhưng mà sau đó mình suy xét là cái này nó cũng là cái nhân mà mình đã tạo và bây giờ nó có điều kiện trổ quả. Thế là mình không có ôm ấp để nó trở thành một cái hiềm hận, mà mình tập bỏ nó đi. Giống như là nó chỉ là âm thanh đến rồi đi. Bạn em tập lâu làm được. Các tử mà mình có tu tập, mình có học hỏi giáo lý, thời gian chúng ta trải nghiệm là chúng ta cũng thấy rõ cái đó. Được là ngày xưa chỉ cần ai đó nói gì đó là mình giận và mình tìm cách nói lại để trả thù. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta học hỏi được Phật pháp rồi á, khi mình cũng buồn, mình cũng giận, nhưng mà cái buồn cái giận đó mình bỏ được nó rất nhanh. Thì do mình có cái trạng thái tâm xả, trạng thái tâm xả, mà cái đó nó rất là hay. Rất là hay. Tại vì khi mình tập buông bỏ nó như vậy, ví dụ như là lỡ mà cái sự chết nó đến với mình cũng dễ ra đi, tức là ra đi nhẹ nhàng hơn so với mình cứ ôm ấp nó thì rất nguy hiểm. Cái thứ năm đó là tỳ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. Tức là khi mình giận rồi,
thì nó trở thành cố chấp, tức là cái sai thành cái đúng thành cái sai hết. Tức là họ không chấp nhận thay đổi, không chấp nhận cái thay đổi, thì đó là nó cũng từ cái nhân và cái phẫn nộ. Thứ sáu đó là thì khi phẫn nộ thốt ra những lời liên quan đến phẫn nộ, thì cái này là đương nhiên. Trong lúc mà mình sân giận thì luôn luôn nó thốt ra là cái lời nói là thua thiệt. Dạ. Thì dùng nghe đó là cái lời nói mình nói đó là mình nói là tầm, cho dù mình có nói đúng đi chăng nữa nhưng mà lúc đó nó vẫn được xem là bất thiện, tại vì nó xuất phát từ cái tâm sân. À, nó cũng không phải là lời nói thuộc về thiện ngôn, tại lúc đó là nói với tâm sân hận chứ không phải là nói với lời nói dịu ngọt. À, cũng không phải là lời nói dịu ngọt. Thứ bảy đó là tỳ kheo bị trói buộc, bị buộc tội trả lời chống đối vì đã buộc tội mình. À, tức là ở trong trường hợp này mình làm sai bị khiển trách gì đó. À, nếu mà bị tỳ kheo thì nó liên quan đến một số các điều học, và khi mà giống như là trường hợp mà hai vị tỳ kheo, mà một vị tỳ kheo luật sư, một vị tỳ kheo pháp sư mà bị tỳ kheo pháp sư vào ở trong nhà vệ sinh rồi sử dụng cái gáo nước rồi không úp lại, thì vị tỳ kheo pháp sư này đi vào là buộc tội là làm như vậy là phạm cái tội tắc ác cho vị. Thì nếu vì đã chấp nhận thì thôi, còn nếu mà không chấp nhận thì chống đối lại. Dạ vậy. Thì nó cũng đã thành đó là người khó dạy. Thứ chín đó là tỳ kheo bị buộc tội trả lời chất vấn vị đã buộc tội mình. Tức là nó có những trường hợp đó là mình làm sai rồi người ta nói mình còn cãi rồi mới nói qua người khác, ví dụ như sao vị A, người A, người B gì đó cũng làm như vậy, sao không có ai khiển trách, không ai nói vậy. Vậy thì như vậy cũng là trở thành người khó dạy. Dạ, cũng là trở thành người khó dạy, tại ví dụ ngay cả trong các tử mình, ví dụ như là cùng các học viên trong lớp, ví dụ giải một câu bài tập hoặc là trả lời một câu hỏi liên quan đến giáo lý, ví dụ người A trả lời sai thì quý sư cũng nói không có nói gì, nhưng mà người B trả lời sai thì lại bị khiển trách, thì người B sẽ nói sao, nãy người A trả lời sư không nói gì, giống như thương người này ghét người kia, nhưng mà thật sự nó có lý do của nó. Ví dụ như là người A trả lời sai nhưng chấp nhận được, vì người A sao là người mới, người ta mới tìm hiểu, mới biết. Còn mình người B là mình học, ví dụ học 5-3 năm, thậm chí học 5-10 năm, nhưng mà những câu hỏi đơn giản như vậy mình trả lại không được, bị khiển trách thì phải. Dạ. Thì trong trường hợp đó mà mình bị khiển trách là mình giận, là mình cũng trở thành người khó dạy. Mình cũng trở thành người khó dạy. Rồi câu số 10 đó là tỳ kheo bị buộc tội tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Tức là khi mà bị buộc tội thì tránh né rồi tức là không có chấp nhận, rồi phẫn nộ, sân hận, tỏ ra cái thái độ bất mãn. Thì như vậy cũng trở thành là người khó dạy. 11 đó là tỳ kheo bị buộc tội không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho bị buộc tội, tức là không giải thích rõ tại sao mình bị phạm cái đó cho người, ví dụ trong cái hội chúng của người tỳ kheo, của các vị tỳ kheo. 12 đó là tỳ kheo phản phúc và hiểm độc. Cái phản phúc ở đây là tức là quên ăn, hoặc là hay xài cái chữ đó là bội ăn bội nghĩa, cái chữ phan phúc đó nó xài vậy, là nó cũng đã thành là người khó dạy. Cái hiểm độc đó là xa đây là người nguy hiểm, tức là
tìm cái cách mà để hại người khác. Rồi ganh tị bỏng sẻn, người ganh tị người bỏng sẻn cũng là người khó dạy, rồi khoe khoang lường gạt người khác cũng là người khó dạy. Rồi 15 đó là cứng đầu, quá màng, thì cũng là người khó dạy. Vậy thì theo bài kinh này đó, 16 thì theo chấp nhận trước thế tục của chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Thì đây là cũng là, tức là cố chấp cái sự hiểu biết riêng tư của mình, hoặc là không có xả bỏ được những từ, những cái lời nói, cái lời khuyên gì đó cứ chấp để đó. Thì đây là 16 trường hợp theo bài kinh Tư Lượng, mà người có 16 trường hợp này thì được xem là người khó dạy. Người từ 16 trường hợp này chúng ta thấy là mình rất khó có thể tránh được, rất khó có thể tránh được. Cho nên mà cái việc học này thì cũng giúp cho mình có được cái kiến thức để mình điều chỉnh lại. Nếu mình thấy có mình rơi vào các trường hợp đó thì tập thay đổi nó, để mình trở thành người dễ dạy. Thì ai có 16 trường hợp đó là người khó dạy thì ngược lại thì là người dễ dạy thôi. Thì cái câu pháp này nó, cái nhị đề này nó liên quan tới cái nhị đề sau. Thì nhị đề sau mình chỉ cần tìm lại cái chi pháp. Vì chi pháp đó, vì tất cả các liên quan đến sự khó dạy á, thì phần lớn đó là nó liên quan đến là cái tâm sân hận. Phần lớn đó là nó liên quan đến cái tâm sân hận. Cho nên sự khó dạy ở đây đó được lấy chi pháp đó là hai tâm sân và 22 tâm sở phối hợp. 22 tâm sở phối hợp đó là 13 tờ tha, 4 si phần, 2 sân phần và 2 hung phần. Còn ở nhị đề 17, ở câu pháp 34 gọi là Papamittata, đó là có bằng ác. Chỉ có bằng ác với có bằng lành này á, thì ý mình muốn xem chi tiết, mình có thể xem lại chi tiết ở trong bài kinh Giáo Thọ Thích Ca Lâm Việt á. Thì có nói về như thế nào là bằng ác, như thế nào là bằng lành. Còn ở trong chân tạng giống giải thích cho chúng ta lúc nãy thì cũng giải thích đơn giản như vậy thôi. Nên nói chung là cũng dựa trên bài kinh đó. Thì ở đây mình có 5 trường hợp mà được xem là bằng ác, đó là gì? Không có đức tin. Không có đức tin. Như là không có đức tin về về nghiệp báo, về nhân quả chẳng hạn. Thì thường là nếu mình không có mấy cái đức tin đó là mình dễ trở thành người ác. Dễ trở thành người ác. Cho nên nó được liệt kê vào cái pháp đó là pháp của người ác. Thứ hai đó là ác giới. Tức là không có hành trì giới. Thứ ba đó là thiểu văn. Thiểu văn ít nghe. Ít nghe. Tại cái việc mà ít nghe, ít có học, mình ít nghe, ít được học hỏi á, khi mà gặp vấn đề chúng ta dễ phát sinh tâm sân. Khi mà ai mà hỏi gì mà mình trả lời không được, mình không biết á, mình dễ phát sinh tâm sân á. Cho nên cái trạng thái tâm đó là trạng thái tâm của người xấu, người ác. Cho nên thiểu văn cũng là một trong những vấn đề, đó là nó thuộc về cái bản ác, một pháp của bản ác. Rồi bỏng sẻn. Bỏng sẻn. Rồi liệt tuệ, tức là có trí tuệ yếu kém.
À, có trí tuệ yếu kém. Tại vì khi mình giải quyết một vấn đề mà mình thiếu trí tuệ là thường mình giải quyết theo cái khuynh hướng xấu, chứ mình hiếm khi mà mình giải quyết được theo cái khuynh hướng tốt. Và đó cũng là cái sự hay thuyết pháp với các Phật tử giảng, thì người ví dụ người làm phước bố thí, người làm phước bố thí mà thiếu về mặt trí tuệ, thì khi cái phước bố thí nó thành tựu thì nó giúp nó thành tựu về mặt tài sản rất lớn, giúp thành tựu về mặt tài sản rất lớn, rồi thậm chí từ cái tài sản đó cũng giúp cho họ có quyền chức, có địa vị. Nhưng mà họ thiếu trí tuệ thì rất là nguy hiểm, vì họ có thể sử dụng tài sản đó là hại rất nhiều người. Mà xưa ai nói ví dụ ở trong tương ưng bộ kinh, đó là Đức Phật ngài ví dụ giống như cái người ngu người ác, khi mà họ thành có được nhiều tài sản, có được danh vọng đó, thì cái danh vọng cái tài sản đó sẽ giết họ, giống như là cái chuối mà khi nó trổ Thì đây là năm pháp, người mà có cái năm pháp này thì được xem là người bạn ác, người bạn ác. Ở trong bài kinh Giáo Thọ Thiên Ca Lăng Biệt á, thì liệt kê cho mình có bốn hạng người bạn được xem là người bạn ác. Thứ nhất đó là bạn vụ lợi. Bạn vụ lợi đó là tức là làm như thế nào đó chỉ biết cho việc có lợi cho bản thân mình. Trong hành động lời nói và hành động bằng thân với người bạn của mình, thì làm như thế nào đó miễn sao được lợi phanh là ok. Thứ hai đó là bạn khẩu biện. Bạn khẩu biện ở trong trường hợp này đó là tức là người giỏi nói, nhưng mà làm là không được, cái cần làm cái cần giúp á, thì không giúp, mà quyền cớ như thế này như thế kia thì đó cũng được xem là người bạn ác. Thứ ba đó là bạn vua nịnh, tức là nịnh bợ. Nịnh bợ. Và thứ tư đó là bạn trụy lạc, tức là người bạn mà chỉ thích đó là lúc mà cờ bạc rượu chè thì có mặt. Còn những công việc mà cần giúp đỡ, cần hỗ trợ thì không thấy. Nhưng mà hãy có tiệc rượu, tiệc sòng bạc thì có mặt liền. Cái nói chung là về cái vui chơi hưởng lạc thì có liền. Thì bốn người bạn này được xem là bốn người, cũng được xem là bốn người bạn ác, mà mình không có nên thân cận. Về chi pháp, ở chi pháp này á, vì lúc nãy là ở trong phần người khó dạy á, là mình đã lấy chi pháp đó là hai tâm sân rồi, cho nên cái người bạn bạn ác ở trong trường hợp này á, tại vì nó trong cùng một câu pháp, cái câu pháp kia đã lấy cái tâm sân rồi, thì cái câu pháp thứ hai á, nó chỉ còn lại đó là tám tâm tham và hai tâm si và những tâm sở phối hợp được với các tâm này. Tức là chia cách để mình lấy chi pháp thôi, chứ thật sự là ở người bằng ác nó cũng có đó là trạng thái tâm tâm sân, chứ nó không phải là không có trạng thái tâm sân.
Đó là cái nhị đề số 17, nhị đề số 18. Nhị đề số 18 đó là sự dễ dãi. Sự dễ dãi thì giống như nói lúc nãy, người có 16 tánh xấu như đã được đề cập ở trong phần người khó dài á, thì người không có, người không có 16 đức tính xấu ở trong phần người khó dài á, thì người đó là trở thành người dễ dãi. Cho nên mới nói đó là trong 16 trường hợp đó, nếu mà mình có trường hợp nào thì mình tập từ bỏ trường hợp đó đi. Thì khi mình tập từ bỏ được những trường hợp đó thì mình dần dần sẽ được trở thành người dễ dãi. Thành người dễ dãi. Và người dễ dãi ở trong trường hợp này đó, trong phần lấy chi pháp tổng quát, đó là tám tâm đại thiện và tám tâm đại tố. Tám tâm đại thiện và tám tâm đại tố là vì trong tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố này thì trong trường hợp này, khi mình lấy chi pháp như vậy thì mình hiểu đó là chỉ sử dụng ở cõi người, và cao nhất là chỉ ở cõi trời dục giới. Ở cõi trời dục giới. Còn ở cõi trời, như là ở cõi trời sắc giới, rồi phần lớn là họ sống với tâm thiền, cho nên họ không có giận phẫn nộ, bất mãn gì nữa, họ không có mấy cái đó, không có. Mà nhiều nhất đó là chủ yếu là ở cõi người mình. Cho nên ở đây đó là tám tâm đại thiện. Vậy thì khi mà có tám tâm đại thiện phát sanh á, thì lúc bây giờ là người đó là trở thành người. Hồi nãy mình nói ở trong phần 16 trường hợp đó là mình liệt kê trường hợp chung chung, nhưng mà thường ở trong vi diệt pháp á, vi diệt pháp thì thường nói theo sát na tâm nhiều hơn. Ví dụ ở đây khi người ta liệt kê như vậy á, cho mình thấy là khi mà tám tâm đại thiện phát sanh thì lúc đó người đó trở thành người dễ dàng. Còn tám tâm đại tố thì phát sanh ở bậc thánh A La Hán thì mình nói rồi. Và cùng với các tâm sở mà phối hợp với nó. Đó là phần câu pháp số 35. Câu pháp số 36 đó là Kaliyanamittata. Kaliyanamittata có bằng lành. Thì nãy mình có bằng ác, thì tức là người có năm pháp, đó là không có đức tin, ác giới, rồi ít nghe, rồi bón sẻn, rồi liệt tuệ, đồng có trí tuệ. Thì ngược lại đó là bằng lành, tức là người có những đức tính này, có các pháp này, tức là có đức tin, rồi có giới, là người nghe nhiều học rộng, rồi có sự bố thí, xả thí, tức là bố thí mà với cách dứt bỏ, rồi có trí tuệ. Thì người có năm pháp này được xem là người bạn lành của mình. Thì học cái này thì cũng giúp cho mình, đó là cái cách nhận biết. Cách nhận biết là người mà mình có thể gần gũi được hay là không thể gần gũi được. Ví dụ như là mình muốn gần gũi ai đó, mình xem coi họ có đức tin, đức tin ở nghiệp báo hay là nhân quả hay không, hoặc là người có giới hay không. Mặc dù có thể là họ chưa biết gì về giới, nhưng mà do cái nhân họ tích lũy lâu đời, chỉ nhiều đời nhiều kiếp, chỉ cần những điều xấu liên quan đến các điều, thí dụ như là có người họ không biết gì giới hết, nhưng mà mình nói là không thật, không chấp nhận được, và họ không chấp nhận được. Cho nên những người như vậy là mình
mình có thể gần gũi với họ được. Dạ. Rồi cũng có người họ họ cũng nói theo từ Phật giáo mình thì họ chẳng biết gì về mặt xả thí, nhưng mà mỗi một lần họ giúp đỡ ai đó thì họ làm với tâm rất là mạnh, và họ, họ hoàn toàn không có cái sự mong cầu gì từ cái việc mà mình cho đó. Dạ. Thì những trường hợp đó được xem là xả thí, tức là cho mà với tâm dứt bỏ, không mong cầu gì cả. Nó khác với một số trường hợp đó là mình cho để mình có được danh lợi, được tiếng tâm gì đó. À, có người họ cũng làm tốt được vậy đó. Dạ. Rồi cái cuối cùng đó là có trí tuệ. À, có trí tuệ. Thật ra là trong bốn trường hợp này mà có được tốt á, là nó nhờ cái trường hợp thứ năm này. À, có trí tuệ nó hỗ trợ, có trí tuệ có thể giúp cho mình có niềm tin chân chánh, mình muốn giữ được giới có trí tuệ mình cũng giữ được giới tốt hơn, muốn học nhiều hiểu rộng thì mình cũng phải có trí tuệ, rồi cho mà với tâm dứt bỏ phải có trí tuệ suy xét thì làm mới được. Thật ra cái trong năm yếu tố này thì trí tuệ nó đồng, vẫn đóng cái vai trò rất quan trọng. Dạ. Phần lớn mình thấy là cách liệt kê mà cái chi pháp mà liên quan đến thiện là phần lớn chúng ta thấy là hiếm khi mà bỏ qua trí tuệ. Có thể là nó có tên là không không phải là trí tuệ, nhưng mà nó có những pháp là liên quan đến trí tuệ. Dạ. Ví dụ như là trong Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo như chúng ta nói Bát Chánh Đạo nó đâu có trí tuệ, đâu có chữ nào trí tuệ, nhưng mà thật sự thì sao, có những pháp liên quan đến trí tuệ, ví dụ như là chánh kiến và chánh tư duy thì nó là thuộc về phần trí tuệ. Dạ. Thì vậy chúng ta thấy là hầu như là như vậy ở trong Phật giáo mình, dòng qua dòng lại thì các pháp mà quan trọng thì rất khó để mà bỏ qua cái chi pháp đó là liên quan đến trí tuệ. Dạ, tại thiếu không được. Dạ, ngay cả trong bố thí trì giới tu tí sư, ví dụ như là trong 10 điều tạo phước, trong 10 điều tạo phước thì chúng ta thấy gì, mình có bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp nghe pháp tùy hỷ phước hồi hướng phước cải chánh tri kiến. Dạ. Thì nếu mà nói cái chữ trí tuệ thì chúng ta không có thấy nó, nhưng mà các yếu tố mà liên quan đến trí tuệ chúng ta thấy nó rất nhiều, nó nằm ở trong đó. Đó là cái pháp của người bạn lành. Còn ở trong bài kinh Giáo Thọ Thi Ca Lăng Việt đó thì liệt kê cho mình đó là bốn hạng người bạn này được xem là người bạn tốt, hay gọi là chân bằng hữu. Thứ nhất đó là bạn tán trợ, tức là người bạn mà biết khen thưởng khi mà bạn mình làm tốt, và cũng sẵn sàng là sao chê bai và khiển trách khi bạn làm xấu. Yeah. Để đó là người bạn tốt. Dạ. Mà người bạn này chúng ta không phải dễ tìm, là khen á thì mình dễ tìm được người bạn mà người ta khen mình, nhưng mà chê á ít có người bạn mà người ta dám chê mình, đâu dám chê. Khen thì người ta dễ khen hơn, nhưng mà chê thì người ta ngại chê, tại nhiều khi không biết là mình khi mà người ta chê mình có chấp nhận được hay không. Thậm chí là sao, sau cái lần chê đó là hai người không chơi với nhau nữa, cho nên người ta rất ngại, rất ngại. Thứ hai đó là bạn đồng cam cùng khổ, tức là vui buồn có sự chia sẻ với nhau. Những người bạn này cũng không dễ tìm. Thông thường chúng ta thấy đó là lúc mà mình thành công đó, là mình có rất nhiều bạn bè. Yeah. Nhưng mà đến lúc mình thất bại á thì mất hết trơn những người bạn đó. Yeah, thường là phần lớn là như vậy.
Dạ. Hiếm khi mà mình có được người bạn cùng đồng hành ngay cả trong lúc mình thành công và thất bại. Dạ, rất rất hiếm. Dạ. Nhưng mà nếu mình có được những trường hợp người bạn như vậy thì đó là người bạn tốt. Dạ. Thứ ba đó là bạn khuyến lời. Bạn khuyến lời tức là người bạn khuyến khích mình làm những điều tốt, những điều có lợi ích mà mình chưa làm được. Thì người bạn này thật ra cũng là người bạn khó tìm. Tại vì sao? Tại vì muốn khuyên mình làm điều tốt, mình muốn khuyên người khác làm điều tốt, làm việc có lợi ích, thì bản thân mình phải làm được cái điều đó. Mình dễ khuyên người ta, còn không thì rất khó. Và thứ năm đó là người bạn thân tình. Người bạn thân tình ở đây đó là nó giống bên ngoài hay sử dụng, đó là cái này, là chí cốt của tôi. Tức là người bạn chân tình nhất với mình, bao gồm tất các, nó có các yếu tố của những người bạn ở phần trên, tức là người bạn cũng, người này cũng có thể là khen ngợi mình, cũng có thể chê mình, bạn này cũng có thể cùng mình sống trong lúc vui khổ, người bạn mà cũng có thể là khuyến khích mình, chỉ đường cho mình làm những điều tốt. Thì được xem là người bạn thân tình, người có thể là được xem là người bạn mà gần gũi nhất với mình. Thì đó là bốn hạng người bạn mà được xem là bạn lành. Ngày nay thì để chúng ta tìm được những người bạn như vậy chắc hơi khó, thật sự hơi khó, ngay cả trong đời sống của người xuất gia. Về chi pháp thì bây giờ chúng ta thấy đó là ở trong trường hợp đó là phần lớn là liên quan đến cái điều thiện, cái điều tốt, cho nên chi pháp ở đây nó là lấy là tám tâm đại thiện, là tám tâm đại tổ, và nó phần lớn là liên quan đến cái việc sinh hoạt ở trong người mình, có người mình, cho nên mình không có đề cập đến các loại tâm thiện. Tâm thiện thì đó là phần nhị đề số số 18. 18 như vậy thì hôm nay chúng ta học bốn nhị đề kinh, tức là nhị đề vô tàm vũ quý, rồi tàm quý, rồi người khó dạy và có bạn lành, người có bạn ác, người dị dạy và có bạn lành. Tổng cộng là mình học được 8 câu pháp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thì sang chúng ta sẽ học tiếp. Xin trạm lại mic cho Trung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú, sa thú. Bài học hôm nay đến recording đây là stopped. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp. Bốn nhị đề ngày hôm nay là nhị đề số 15, 16, 17 và 18. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, kính chư ân sư. Con xin thay mặt với cô tu nữ cùng cô chú học viên trong room hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khám tu sa sa nang a ca sa tha cha phong ma tha đê hoa na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khám tu nô ga rô a ca sa tha cha phong ma tha đê hoa na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đàm tu chi răng ra khám tu nhà ta yô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đàm tu chi răng ra khám tu ma ni nô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đàm tu chi răng ra khán tu nô sa đàm
idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Dạ, buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ, kính chúc quý cô tu nữ được mạnh khỏe, được an vui. Dạ, kính chúc đạo hữu, quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính trường sư bộ học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư bộ học hôm nay ạ. Rồi, mời lớp nghỉ ha. Dạ.